Mời bạn nữ. Bây giờ mình giới thiệu về mình đó bạn trai. Xin giới thiệu, em là Ngũ Văn Quyền, năm nay 32 tuổi, quê quán gốc Thanh Chương, Nghệ An. Và đã vào miền Nam lập nghiệp và sinh sống ổn định tại Biên Hòa, Đồng Nai. Hiện nay thì đang làm nhân viên tư vấn và bán hàng bên bất động sản của Hưng Phát. Rồi, mời bạn gái giới thiệu. Dạ, xin chào chương trình, chào toàn thể quý vị khán giả. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Thị Minh Thúy. Em sinh năm 1990, em cao 1m57, em nặng 51kg. Em đang công tác cho Đoàn Thanh Niên thị trấn Gia Rai của huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. Em có xin Đoàn Thanh Niên lên đây để tiếp tục cái công việc học của mình, kết hợp luôn cái việc là em là một cái giáo viên dạy kèm. Những cái ưu điểm, những khuyết điểm của em? Ưu điểm của em thì em là một người rất là mộc mạc, em sống rất là chân chất, thành thật, khá tình cảm. Mà em thì sinh ra ở một cái gia đình em hơi bị thiếu tình cảm của một người ba. Vì ba mẹ em chia tay nhau từ lúc em mới có 1 tuổi. Bây giờ mình rất là cần một người tình cảm của một người đàn ông để bù đắp lại, đúng không? Dạ đúng rồi chị. Rồi, ưu điểm khuyết điểm của bạn trai là gì? Em cũng thích tự lập, mạnh mẽ, giao tiếp vui vẻ, hòa đồng với mọi người. Dạ, có tinh thần cầu tiến cao. Khuyết điểm của em không hát được. Bạn có tài lẻ gì không? Dạ, em có thể đọc được một đoạn thơ. Đâu đọc thử xem nào. Phụ tử tinh thấm công thầy nghề mẹ, nọ tiếng tắm chi nặng lời. Xin mẹ rầy bỏ quá khi đồng qua chữ bánh, khi bún sốt lòng tươi, nên nâng giấc lấy người một khi đang còn ở trên trần dưỡng thế. Vâng, xin hết. Em nói thì chị, em không thích thơ bạn ấy lấy từ một tác giả nào đó bạn ấy đọc, em muốn bạn ấy tự làm thơ cơ. Bên đây người ta yêu cầu khó lắm nha, mày muốn tự làm thơ đọc cho bạn gái nghe nha. Người ta không làm thơ được, người ta mượn một bài thơ tôi đọc, xem như đó là tinh thần của mình. Mượn thơ của người khác em có thể đọc rất là nhiều, Chinh Phụ Ngâm em đọc được, Truyền Kiều Nguyễn Du em đọc được, thơ của Xuân Diệu em đọc được. Em muốn cái gì đó nó là một cái đặc trưng khác biệt, như vậy là bình thường lắm rồi. Bình thường lắm rồi, bình thường. Mình thì cũng chưa sáng tác được thơ đâu. Bố mình cũng có làm một vài bài, nhưng mà mình nhớ được câu nào thì mình xin phép mình đọc một đọc câu đi em, thôi. Cho bên kia biết em, đọc đi. Rồi là cũng thơ của bố nữa, đâu phải thơ của mình. Bản lĩnh của một người đàn ông không phải mà đọc được thơ đâu em à. Đúng rồi, đúng. Vậy hả? Anh có gì hơn hẳn đọc thơ không? Anh thấy em cũng là một con người cứng rắn đấy, và có cái tính lập trường cao đấy. Nhưng em ơi, từ miền Trung anh mang một cái ba lô vào đây để anh lập nghiệp, anh có một cái cơ ngơi, một cái cuộc sống tương đối ổn định như ngày hôm nay là anh phải tự lập hết đấy. Về bản lĩnh, về kinh tế và chính trị em cứ yên tâm. Đúng rồi, chính trị ở đây nữa hả? Cứ tin tưởng vào anh. Đâu phải là đọc thơ mới là bản lĩnh đâu, đúng không? Vâng, em vào miền Nam 10 năm. Em vào được 3 năm là em làm được nhà ở Biên Hòa. Và hiện tại thì em mới mua thêm một lô đất nữa rồi. Tốt. Bây giờ chúng ta tiếp tục câu chuyện. Xin giới thiệu về tình trường. Mối tình mới nhất đây thì quen biết rồi tìm hiểu thì chỉ được 1 tháng. Cũng có đăng ký kết hôn. Gia đình đôi bên cũng tổ chức đám cưới nhưng chỉ được có 6 ngày thôi. Ủa là đám cưới mới 6 ngày hả em? Vâng. Cái vụ này căng nha. Sau 6 ngày cái chuyện gì xảy ra? Hồi đó thời điểm đó gọi là bà ngoại lên thì bà nhớ con gái. Rồi bà khóc thì nói muốn xin về nhà chơi một chút. Thấy vui vui rồi là bàn với em ở ngày hôm sau chơi luôn. Thì em thấy vui thì em ở thôi. Nhưng mà ở ngày hôm sau tự nhiên sáng thấy bần đồ cũng được, cũng bảnh lắm. Thế tự nhiên nó gọi cho một bà chị ở làm gì bên công an. Tới đó là hai chị em rủ nhau đi chơi. Đó là lấy uy tín của bà chị nói với em rằng là vợ em nó đi chơi nhé. À có rồi. Nghĩa là giống như vợ không có nói hỏi ý kiến em trước mà đưa em vô cái thế. Chẳng lẽ nói mà không nói nên là giận là dạ, chia tay. Ý của em là muốn đi chơi ở đâu cũng được, mấy ngày cũng được. Nhưng mà phải nói cho em biết trước chút để em biết là đi đâu em còn kiếm. Em cảm nhận như thế nào về một người đã từng ly hôn? Đối với em thì một người ly hôn cũng không có quan trọng lắm. Quan trọng là cái cách sống của người đó đúng đắn, đàng hoàng, biết trên, biết dưới, biết trước, biết sau. Em trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, em trải qua được 1 mối tình. Em quen anh đó từ Facebook của bạn học của em. Có một lần em đi phỏng vấn việc, có một cái từ đó là từ training. Thì em mới nhắn tin em hỏi cái người bạn trai đó. Người bạn trai đó để 7-8 bữa gì đó. Xong cái em giận người bạn trai đó. Xong trong thời gian em giận, người bạn trai đó đem số em cho bạn của anh ta ở rất là xa. Bạn anh ta nhắn cho em là cha mẹ, anh em, bạn bè là như tay dưới chân. Còn vợ thì như áo mặc thay ra. Không lấy cô này thì lấy cô khác. Và từ cái câu đó mà em rất là ghét cái người đó.
có những cái chuyện nó bí mật, bữa nay bật mí chút cho biết thôi. Dạ. Còn tất cả mọi điều nó là quá khứ. Bạn thích người yêu thế nào? Em thích một cái người cao từ khoảng 1m73 đến 1m75, là người cao thượng, tri thư đạt lý, trung thủy, trung tình, biết võ công, thích làm rẫy. Trời ơi. Trời ơi, đâu ra người đó em? Biết võ công ta đâu có đi làm rẫy. Cái mẫu hình mẫu người chung lý tưởng quen đi, dương quá hay là cao trùng dương? Cũng hơi căng ha. Đến con bên đây giống dương quá có phải yêu cô em? Dương quá cô. Còn bạn trai thì sao? Mẫu người lý tưởng của em như thế nào? Cảm thấy về nhìn là được à? Anh ơi, em xấu lắm anh. Lần này khi nào thì tiến tới hôn nhân được? Sớm thì khoảng 6 tháng, không thì 1 năm. Suy nghĩ kỹ nha, chứ đừng có 7 ngày là ly dị nha. Cái đó là không may một chút xíu thôi. Bởi vì quen quá vội vàng, có 1 tháng cưới nhau. Đúng rồi, phải tìm hiểu cho kỹ. Rất nhiều. Bây giờ bạn gái đi với ai nè? Dạ, em đi với chị Hòa. Dạ, em chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường ạ. Thúy là em đã từng gọi là cô. À, em trai này nói chuyện thì thấy là hai em á, là có một cái chung là rất là hay phân tích lý lẽ. Với lại Thúy nói là cần một người đàn ông biết võ và làm rẫy. Thật ra là biết võ ở đây là biết che chở lúc mà người phụ nữ cần. Biết làm rẫy ở đây có nghĩa là lúc mà khó khăn cực cùng thì là vương khổ, có nghĩa là biết chịu khổ. Yeah. Thật ra là cái câu nói á, của nó rất là thâm thúy luôn. Không nhờ cô dịch mới ra chữ thơ, chữ làm rẫy võ này đó. Bạn trai đi với ai? Dạ em đi với cô, với chú, với các bạn đó. Tôi chào cô ạ. Xin chào ông Tư Quyền Linh và bà Mai Cát Tường và tất cả các quý vị có mặt trong trường quay. Tôi là cô của Quyền. Tôi thấy bạn gái rất là cũng dễ thương. Tôi nghĩ là bạn là người cũng có trí tuệ. Nếu mà lo cuộc sống gia đình thì bạn đủ bản lĩnh. Thì tôi nghĩ cuộc sống thì không ai là chu toàn hết, thì hai bạn có thể bổ sung cho nhau. Cảm dạ. ơn cô. Nhưng mà cô chú cho Tường hỏi một câu thôi là về cái chuyện mà ly hôn là mình đã có giấy ly dị rồi xong xuôi hết chưa? Vâng, thì do gia đình tác động là phải như thế này, phải như thế kia. Thì cộng thêm cái thời điểm mà buồn về công việc, nó công ty công việc làm ăn đi xuống á, tính là an phận để lấy vợ rồi ở quê luôn. Dạ. Nhưng mà không ngờ là qua quá trình vừa tìm hiểu ngắn ngủi để ở với nhau một thời gian rất là ngắn như vậy thì đã phát hiện ra là không có hợp nhau. Còn dạ. bản chất của Quyền thì cũng rất là tốt. Cảm ơn cô. Rồi bây giờ thì hãy mở cửa hàng rào ra để cho hai bạn trực tiếp gặp nhau để trò chuyện. Mở rào. Em cảm ơn anh. Dạ, xin chào. Dạ, em có cái này do em tự làm. Em rất là nhiều tài lẻ em tặng anh. Nó là một cái túi đen bỏ điện thoại. Anh thì cũng là một con người hơi thẳng tính, nhưng mà nó thật thà lắm em ạ. Anh cũng là một con người hay về đồng cảm, sống nội tâm lắm. Em, cái quạt này là gì? Em học võ, em chuẩn bị cái bài múa quạt. Múa đi cho nó lạ, nè múa đi cưng. Trời ơi, tôi coi chưa có đã gì tôi mới có rẹt rẹt cái hết rồi. Thôi hát đi em. Em xin hát một câu trong cái bài cải lương Bánh Bông Lan. Anh ba ơi, chắc tại cái bụng tôi nó thì thà, nên nghĩ làm sao thì nói ra làm gì. Nếu mà anh ba xuống đây chỉ vì bánh bông lan thì để tôi gói cho anh vài chục cái, anh đem theo về xứ để anh dùng. Hết chưa em? Hết rồi. Dạ, hết rồi. Trời ơi. Nếu mà được tình duyên hai anh em mình đến, anh hứa với em anh sẽ sắm một cái dàn karaoke trên 30 triệu. Ghê ghê. Uy tín với chương trình. Nhưng mà anh ơi, em nói thiệt luôn, nếu giọng Nghệ An, giọng của Bác Hồ thì em có thể thấy dễ nghe, nhưng giọng của anh hơi khó nghe. Anh nói được giọng Nam Bộ. Có nói được chút xíu. Anh thử nói một câu Nam Bộ được không ạ? Giọng ta hay mà, mắc gì đâu bắt người ta đổi giọng. Nhưng mà anh về anh nói với má em mà anh nói cái giọng Nghệ An, cái xong má em cứ hả, mày nói chi? Má em Quảng Nam nữa. Bây giờ mình không có bắt người ta phải làm những cái điều mà người ta khó làm được nữa.
Bây giờ nói chuyện tình yêu đi ha. Em cũng chia sẻ luôn là em ăn chay trường. Bạn trai thích ăn gì em không quan tâm, nhưng mà em chỉ quan tâm một cái là anh có ăn thịt chó không? Không em. 8 năm nay không ăn. Vậy là hồi trước có ăn. Vậy là trước có ăn. Hồi trước nhỏ mình không có biết. Lỡ như mà anh lấy với em bè, lỡ mà em mắc bệnh gì đó em không sanh được thì anh tính làm sao? Câu này chắc đang thử anh một chút xíu quá. Em là một cô gái mạnh mẽ, có cá tính, anh rất thích điều đó. Và có những cái chiều sâu anh sẽ cố gắng hiểu. Mong em hãy cho anh một cái cơ hội để được làm một người học võ và lâm vườn tốt. Bấm nút là hẹn hò, tìm hiểu và tiến tới hôn nhân. Tôi nghĩ các bạn đủ lớn, đủ suy nghĩ về tương lai của mình. Quyết định là của các bạn. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Xin mời em. Nào, bấm tay nhau đi. Những chiếc anh cho Quang Giang. Dạ, mình lái xe đường dài hay là lái xe như thế nào anh? Dạ, đường dài. Ừ, mình chạy ở đâu? Từ ở An Giang lên Sài Gòn, giờ đang Sài Gòn chuẩn bị lên trên đường về. À, An Giang Sài Gòn. Vậy thì công việc của mình là ngày nào? Bao, ví dụ một tháng thì mình đi bao nhiêu chuyến anh? Một tháng tầm 8 chuyến. Một tháng 8 chuyến. Ừ. Là một chuyến bao nhiêu ngày? Chuyến thường là 3 ngày hoặc 2 ngày. Dạ. Rồi, mình điểm mạnh điểm yếu tình trường của mình ra sao anh chia sẻ giùm em nha. Điểm mạnh này nhỉ, ví dụ như anh hát hò được không, hay là hả, anh nấu ăn được không, mọi thứ, cái điểm mạnh của mình, những cái ưu điểm của mình á, còn khuyết điểm của mình là những cái tật xấu của mình. Thôi nói khuyết điểm nó tật xấu trước đi. Rồi ok anh nói đi. Tại từ anh như vậy thì anh có bạn bè thì anh thường cũng làm nhậu với anh em xuyên thương rồi anh mới ngủ. Ừ, vậy nè. Vậy đi cà phê sáng với anh em, chủ đi cà phê là đây kìa. À. Thứ bảy chủ nhật xem bóng đá. Rồi. Bữa nào lấy xe thì không có lấy xe. Ừ. Lấy xe là cũng không nhậu luôn. Rồi. Đó, vậy thì được. Chứ lấy xe mà nhậu xong không có mệt à. Tình trường. Đang lái xe mà còn tóc vô lại nói chuyện. Tình trường anh sao? Trường là tình duyên cái gì em? Đúng rồi, tình duyên của anh á. Chuyện nó lặng đặng lắm em ơi, tại em cũng quen có cô bạn gái cũng 6-7 năm chờ rồi. Từ bạn đó rồi thấy anh thì ở xa, bạn đó thì ở cũng xa nữa. Ừ, đó, ở đâu? Ra lại Tiền Giang. Anh ở An Giang, bạn đó ở Tiền Giang, mà anh đi Sài Gòn anh làm suốt mà. Rồi không gặp nhau sao mà yêu xa. Quen cũng như nhờ người may mối gì đó. Ừ. Rồi thấy có qua lại nhà người ta chưa? 7, 8, 6, 7 năm sao không cưới nhau đi? Rồi chung về chung nhà. Gia đình người đó, bạn gái anh nói là chừng nào dắt về mới cưới, không có cho anh về. Đó, anh cũng đâu dám xuống nhà đâu. Rồi đất ơi. Chừng nào dắt về nhà là mới cho cưới. Ừ. Rồi mai mối mà cũng không được dắt về nhà luôn, mà quen 6-7 năm vậy. Rồi lý do chia tay là gì anh? Gia đình hứa gả cho ai đó rồi anh cũng biết rồi, chia tay anh, âm thầm chia tay anh rồi. Anh biết sao giờ, anh ở xa quá. Cô mỗi lần đi lên đâu có phải chuyện trễ đâu. Cái công việc hàng ngày của anh thì nói chung thì cũng có ở không có, rồi đi làm thì có khi đi xuyên suốt vậy đó. 5-3 ngày, từng lễ mới về nhà ăn lần. Ừ. Rồi. Vậy anh độc thân bao lâu rồi? Hôm nay có 42 tuổi. Anh nay 42 tuổi. Rồi. 42 tuổi. Anh rồi sau cái mối tình đó thì anh còn tìm hiểu ai không? Không luôn em ơi, anh dí kịch nản quá. Có anh cắm đầu anh chạy xe đi làm. Về sống 2 năm trời anh sống ở Sài Gòn.
đại gia đình mẹ, rồi thấy mới lễ 30 đơn này xin nghỉ ở Sài Gòn về ở gần mẹ. Mẹ có một là em thì có gia đình rồi, có con rồi, ở riêng rồi. Anh thì anh đang thứ hai, anh thôi giờ chăm sóc mẹ đi, chạy về thì ở nhà. Rồi bây giờ anh muốn tìm mẫu người như thế nào? Mẫu người anh thích là cũng như là từ 32 cho tới 40 rồi. Nam và một trung rồi. Nói chung là vui vẻ hòa đồng là được. Uống gì vậy? Rồi ví dụ như hả, cái độ tuổi mà từ 32 42 tuổi đó, phụ nữ thường là có nhiều người ta lập gia đình sớm, người ta ly dị rồi, thì anh chấp nhận được không? Nếu mà ly dị chính thức rồi thì ta đang nuôi con, người ta dẫn về quê ở chung với anh được không? Được em, anh ở bên người ta cũng được. Nói chung là ok được. Rồi từ miền Tây đổ ra miền Trung á anh? Rồi anh đi qua nhà người ta ở rồi má làm sao? Trước mắt về ở nhà anh thời gian đi. Đó, thì cứ lên chỉnh, cứ lên tâm sự với người ta ha. Rồi ngoại hình sao anh ơi? Anh cho em biết ngoại hình cái để em còn đi tìm cho anh nè. Cao 1m50 tới 55 rồi, 56 được. Tại anh 1m52 rồi. Dạ. Anh 1m65 hay gì? Cứ lên đi. Rồi, còn gì nữa? Anh đi dễ nhìn nữa rồi. Dễ nhìn là ốm hả? Đi lên giống anh là được rồi. Vừa người thôi chứ không cần mập. Vừa người. Còn không đen hả? Không đen giống anh được rồi. Tại anh nói ngày anh chạy xe tải mà chạy xe du lịch mà còn bị đen nữa. Rồi còn gì nữa không? Thôi được em ơi. Vậy thôi được rồi hả? Rồi em thấy hình như trên đường đang mưa đúng không? Mưa, anh chạy tới là nó sợ anh, nó không dám mưa nữa. Rồi thôi, cách tiên đến đây kết thúc ha chị anh ha. Có gì thì anh có gì thì bên chương trình sẽ gọi lại cho anh. Rồi chúc anh lên đường về nhà thuận lộ bình an nha. Rồi, chúc anh về nhà. Dạ. Bye. Dạ. Ủa anh, alo. Mình giới thiệu đi ạ. Alo. Mình giới thiệu bản thân đi anh ơi. Tên là Nguyễn Văn Hết, ngày 8/9/1983 ở Hồ Đức, tỉnh Trung Hồ Đức ạ. Hôm nay tôi đang làm ở công ty Vina. Mình làm gì á? Tôi đang muốn tìm một nửa còn lại của mình. Rồi mình giới thiệu bản thân trước đi anh ơi, mình có điểm mạnh điểm yếu gì, công việc của mình cụ thể là làm sao ạ? Dạ. Tại cái máy em không có lâu ngoài nhỏ quá chị ạ. Dạ. Công việc của em là đang làm tài năng tại dạ. Dạ sao chị? Rồi thôi vậy thì anh mình tự mình chia sẻ bản thân nha, chứ hỏi anh thì mỗi lần hỏi thì khó quá. Nên mình tự chia sẻ bản thân mình, điểm mạnh, điểm yếu, đường tình duyên của mình, bao nhiêu mối tình, cụ thể tại sao chia tay, rồi hình mẫu anh mong muốn là gì á. Rồi mời anh chia sẻ, tự chia sẻ trong lòng lắm. Dạ bấm cho chia sẻ gì? Dạ. Không, anh ơi, anh chia sẻ giùm em về câu chuyện của anh, chứ bấm đâu có bấm vô chia sẻ gì đâu. Dạ vậy là mình ghi lên trời na là sao chị? Bây giờ anh giới thiệu về bản thân mình, điểm mạnh, điểm yếu với tình trường giùm em đi, tình duyên của em, anh bao nhiêu mối. Rồi anh để nói giùm em đi. Dạ nói ở tới đây lưu lại hả chị? Dạ đúng rồi chị. Dạ trước đây em có quen mối tình, một tình trước thì chị chia tay vì gia đình hai bên không chịu á. Mối tình sau thì quen gian dở, cho nên là do áp lực của công việc cho nên là chia tay sớm, mỗi người một nơi, người về quê còn người với lại mối tình làm việc.
chứ. Hiện tại bây giờ là chưa có quen ai hết. Bây giờ thì... Còn bây giờ điểm mạnh chứ ai trong điểm mà mạnh nhất của tôi là công việc lo làm ăn đâu làm ăn lo cho tương lai sau này. Còn điểm yếu rồi thì đợi đối tượng về khắc phục lại. Rồi bây giờ mẫu người anh mong muốn là một cái gì? Rồi. Dạ. Mẫu người. Dạ nói người mong muốn rồi dạ. Nghe rồi. Dạ em muốn tìm một nửa cái đội của em. Một người yêu thương yêu khó và chung thủy vậy. Không cần đẹp lắm đâu. Chỉ cần dễ nhìn thôi. À. Độ tuổi, quê quán, nghề nghiệp. Độ tuổi, quê quán. Ví dụ dạ, vậy. Dạ, ví dạ, dụ cần một người là độ tuổi quê quán đúng không? Độ tuổi và quê quán của người đó ở đâu đúng không chị? Đúng rồi, bây giờ anh nói về ngoại hình trước đi, cao ráo, mập ốm gì đó. Đó dạ, dạ, dạ. Biết đi, dễ tìm dạ. Rồi độ tuổi, quê quán, nghề nghiệp dạ, của ta dạ, nữa cảm rồi. Ơn chị. Dạ. Dạ, tìm một người. Người thì hơi cao, không cao mấy, 1m6 lại rồi. Từ 1m58 tới 1m6. Lại vừa thôi, quá luôn. Với lại quê quán thì ở miền Nam. Ở vòng vòng miền Nam mình đi rồi. Rồi, độ tuổi công việc sao anh? Dạ. Tuổi tác công việc thì sao? Dạ, tuổi tác thì tuổi tầm ngang của em được rồi, từ 32 tới 39. Là công việc thì em yêu cầu công việc ổn định là được rồi, không cần giàu sang. Ví dụ như là từ 32 công nhân cũng được. Dạ, công nhân cũng được, không cần không cần làm văn phòng gì đâu, công nhân được. Rồi miễn sao công việc ổn định là được rồi. Rồi ly dị đúng không anh? Dạ, ly dị rồi cũng được. Người ta đang nuôi con cũng được hả? Dạ vẫn được. Miễn sao một người con thôi. Một con hay đừng có đồng con nhà. Rồi ok, anh sinh dạ, năm. Okay, dạ. Dạ em sinh năm 1983 vậy. Rồi ok. Rồi bộ cách tiên đến đây kết thúc ha anh ha.